Xin chào các bác, hôm nay Neo Shop xin giới thiệu đến các bác một mẫu giày tây lười công sở cao cấp và là mẫu mới nhất bên shop. Mẫu giày tây được thiết kế với kiểu dáng lười vô cùng tiện lợi, mang hơi chút phong cách cổ điển, tuy đơn giản nhưng vô cùng lịch lãm. Giày được thiết kế hoàn toàn bằng da bò thô. Các đường chỉ khâu may chắc chắn tỉ mỉ tạo cho đôi giày có độ bền cao, giày với hai màu chủ đạo chính, màu đen lịch lãm quyền quý, màu nâu trẻ trung nổi bật. Hai bên thành giày được thiết kế chun bo chân co giãn vô cùng tiện lợi khi thao tác. Ngoài ra chun cũng có tác dụng làm đôi giày thêm ôm gọn bàn chân hơn. Phần đế giày được thiết kế hoàn toàn bằng cao su non đúc đặc, ưu điểm ma sát tốt, khả năng chống trơn trượt cao. Gót đế sau với độ cao 4cm vô cùng tôn dáng. Phần mũi giày có thiết kế hơi bo tròn, cảm giác thoải mái khi di chuyển lâu dài. Sản phẩm được bảo hành 12 tháng về da và đế.